AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Luôn luôn sẵn sàng có những tình huống lao lên. Rất chính xác. Tuấn Hải đưa bóng vào. Đường chuyền của đánh ra. Thành công trả đội tuyển Việt Nam. Đây là phút thứ 9. Quang Hải, Hùng Dũng đưa chuyền là khá tốt, rất tốt. Đó là Tuấn Hải đưa chuyền vào. Phút thứ 16, tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Hoàng Đức đã chạm người của Susin. Hoàng Đại Sun. Pha xử lý rất bình tĩnh của Trang Huy Ninh. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 4-2. Nhưng không có bàn thắng. Đó là lỗi việt vị. Các trọng tài đưa ra quyết định rất nhanh. Nếu có thêm nhiều hơn những tình huống á mà và phần nào đó du ngủ các cầu thủ của tuyển Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng một đòn đánh quyết định sẽ được tung ra. Pha phối hợp rất bình tĩnh và rất nhịp nhàng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Xem rất thường là của Hoàng Đức. Phan Văn Đức sút nhảy rất tốt. Wei Shihao dứt điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho đội tuyển Trung Quốc ở phút bù giờ thứ 7. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.